Trời ơi, trà sữa đâu? Ở cái mâm suông hả? Order đi. Ok, chờ chút xíu. Order cho mọi người luôn. Ok. Mình mời phải có lòng đúng không? Để em order luôn cho. Đúng rồi. Bao nhiêu ly vậy chị? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 ly. Mời gì vậy? Sữa chứ nó không ngon lắm. Uống nước ép đi cho đẹp da. Ok, được. Vừa đáng yêu vừa còn tâm lý nữa chứ. Xứng đáng có 10 người rồi nha. 10 con ghệ chứ. Hôm qua mới nói vậy, giờ quýnh nó trời. Vừa quýnh nó lại. Nói người tốt như em, như anh này, em phải xem xét cho mọi người chứ. Sợ thiệt chứ, mình không biết xảy này thiệt chứ. Ủa vậy là chị đang tập quay hả? Đang quay luôn, tập gì nữa? Ủa không, ông kia không có chuyện gì xảy đó hả? Thì cái này nó vậy thôi. Ủa hậu quê đâu hậu? Hậu sinh năm nhiêu hậu? 93 hả hậu? 93 thiệt không? Thiệt hả? Thiệt. Thế hả? Già quá hả? À, trẻ quá. Chắc trẻ quá đó. Nói vậy mà nghe muốn thấy khổ thẹn với lương tâm ghê. Cái này là cái bước tẩy da chết cho mọi người. Mình sẽ xông hơi xong rồi mình sẽ tẩy da chết. Khi mà xông hơi xong á, nó sẽ giãn nở lỗ chân lông ra, rồi mình sẽ tẩy da chết thì nó sẽ sạch sâu hơn, và nó giúp cái da của mình nó giảm cái dầu nhờn nhiều nữa. Là nó xứng đáng có 10 người yêu mà. Hồi bữa xài cái gì collagen gì đó, thấy cái mặt nó hơi căng. Xong cái nó lòi sẹo lỗ ra quá trời. Xong nay không xài, không làm nữa. Sao vậy? Xài đi, cái đó đầy sẹo mà. Mình nghĩ là mình là đàn ông mà không được chú trọng vào cái này nhiều quá. Trời, ai cũng phải đẹp trai rồi anh. Mình nên ngưng tại đây được rồi, mình đừng có tham quá. Trời đất đó. Hồi là mình bị
mụn thì mình chỉ mong hết mụn thôi. Giờ nó quá sức tưởng tượng rồi hả? Nên mình phải tạm ghét lại hả? Tạm ghét lại. Tự nhủ với lòng vậy mà không biết có làm được không? Thôi mà, làm vậy là bỏ spa buồn đó. Đi về nhớ thức khuya lại nha. Nhớ ăn uống rồi lên đình vô. Nhậu nhiều đi ha. Ờ. Cho lên lại hả? Đúng rồi. Mọi người. Đúng rồi. Cha đuổi mặt ông nha. Đúng rồi. Đúng gu nha. Chị ghi dữ. Thật là tâm lý quá đi nè. Đúng không? Có mã giảm giá nè. Chắc cũng có mà. Lấy chừa lại nha Hoài, đừng có lấy hết nha. Đang order. Sao nghe nó cung cấp lại. Thôi mà. Ở đây chủ yếu gặp bạn hàng thôi. Hoài. À Hoài. Sorry. Dễ sao tức thiệt á. Thằng nào có thằng ở đâu. Chỉnh hai lần rồi đó. Đi qua thành.
sao. Mũi này hình sao? Mỏng hả? Không, cái gì cũng kém á. Dữ vậy.